Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2019. Và bây giờ cũng là 11 giờ tối rồi nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm để cũ ấy. Mình sẽ giới thiệu với các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 Pro. J7 Pro thì hôm nay nhà mình sẽ có 2 màu. Mình sẽ có 4 cây. Ngày hôm nay thì mình vừa mới về được 4 cây. Và nhà mình có 2 đen và 2 gold nhá. Và sản phẩm J7 Pro là cấu hình con này, mình sẽ nói sơ qua cấu hình con này. Cấu hình con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB nhá. Pin Samsung J7 Pro là khá ok nhá. Và các bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro ấy thì các bạn có thể đặt hàng cho mình là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Số điện thoại nhà mình thì có hai số: 0966221789 và số thứ hai là 0833221789. Nhà mình thì có hai số này, các bạn gọi số 1 cũng được, các bạn gọi số 2. Những trường hợp như mình không nghe máy lúc này thì các bạn có thể là gọi cho mình lúc khác. Và cái địa chỉ cửa hàng với cả địa chỉ cửa hàng với liên hệ mình thì mình sẽ comment luôn dưới phần mô tả của video. Thì các bạn nào thích đặt sản phẩm nào, các bạn thể liên hệ mình qua Zalo hay là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và sản phẩm bên mình thì là có bảo hành 6 tháng và lỗi được 1 trong 1 tuần. Nên là các bạn yên tâm mua sản phẩm, mình yên tâm không bao giờ phải lo ạ. Tất cả mọi chi khoản mà tiền nong hay là như thế nào thì các bạn có thể liên hệ cho mình hoặc qua số điện thoại. Nói vấn đề tiền nong là mình rất hay dị ứng. Mong là các bạn có thể là vấn đề tất cả tiền nong thì các bạn có thể liên hệ cho mình qua hai số điện thoại nhé. Hoặc là máy móc như mình bán ra thì có vấn đề gì thì các bạn có thể là gọi cho mình hay qua số đấy nhé. Và sản phẩm bên mình thì là có ship 3 miền. Và nhà mình thì có hai hình thức, một là ship code, hai là các bạn chuyển khoản. Và các bạn nếu mà các bạn chuyển khoản rồi thì mình sẽ phải ship cho các bạn, mà các bạn ship code ấy thì các bạn cọc phí ship cho mình. Cọc phí ship cho mình 50k hoặc 100k mới tùy theo từng máy hoặc từng giá trị máy nhá. Đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro nhá, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ qua mình qua hai số điện thoại nhà mình. Đấy. Hình thức còn từ 95% đến 99% các bạn nhé. Đây nhà mình có 4 con 2 gold nhé. Các bạn đặt hàng cho mình là sớm nhé. Thì mình làm thì bắt đầu từ 7 giờ sáng. Mình thường làm bắt đầu việc từ 7 giờ sáng. Mong các bạn đừng gọi sớm quá nhé. Gọi sớm quá thì mình sẽ không nghe máy đâu. Nhà mình Samsung J7 Pro thì buổi tối ngày nay nhà mình có 4 con. Các bạn nào mà thích Samsung J7 Pro các bạn đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và mình sẽ ship trong vòng ngày mai. Và tất cả các bạn trong miền Nam thì ship hàng thì sẽ lâu hơn đấy. Thì vì hàng nhà mình thì sẽ không được đi bằng máy bay, đâm là bằng tàu hỏa thôi hoặc ô tô thôi, đâm là sẽ ship hơi lâu đấy các bạn nhé. Còn mong các bạn nào đặt hàng bên mình ấy thì mình quên chưa ship hàng, hay là thứ nhất là mình quên chưa ship hàng này, mà thứ hai ví dụ như là mình quên hay là vấn đề gì cả tiền nong đấy, các bạn có thể liên hệ cho mình lại giúp mình nhé. Mình sẽ bảo gọn 4 năm dung gì phải vào ra đây. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J4 cộng. Hình thức con này là máy khách mới xài nhé, còn bảo hành rất dài ở thế giới rộng nhé. Đây Samsung J4 cộng, máy hình thức đẹp 99% luôn nhé. Con này là còn khách ví dụ như mình check con này như là mới dùng được đâu được 2 tháng hay sao ấy. Và có bảo hành rất dài ở thế giới di động nhé. Ở công ty nhé. Bảo hành chính hãng công ty nhé. Và sản phẩm Samsung J4 cộng này bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu nhé. Được cái màn hình thì con này là khá là ok nhé. Màn hình con này thì là màn hình 6 inch nhé. Hình như 6,2 hay sao mình không ai để ý. Nó về hơn 6 inch ấy, 6 inch hơn 6 inch nhé. Yeah. Các bạn có thể là, tại vì mình cũng review nhiều điện thoại nên mong các bạn có thể là tìm hiểu, lên Google tìm hiểu lại giúp mình nhé. Đây, bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu nhá. Đây, máy màu gold rất đẹp nhá, bóng nhảy luôn này. Và dùng ốp này. Đây, mình sẽ tặng cho các bạn cái ốp này để các bạn trồng ba đập. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc ABS. ABS thì hôm nay mình vừa về con ngày hôm nay. Và con này nay thì là con này là con này ABS này. Và cấu hình con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB. ABS thì có hai phiên bản nhé, một là con RAM 2GB và bộ nhớ 16GB,
nhưng mà con nhà mình đây là con RAM 3GB và bộ nhớ 32GB. Và sản phẩm Oppo A3s ấy, bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm Oppo A3s nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB nhé, không phải là RAM 2 bộ nhớ 16 nhé. Đây này, các bạn nào mà thích sản phẩm Oppo A3s nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Thì hai số điện thoại nhà mình thì mình sẽ comment luôn ở gần mô tả video, máy hình thức còn đẹp, rất là đẹp nhé. Đẹp 97-98% luôn các bạn ạ. Rất là đẹp. Tai thỏ nhé. Màn hình 6.2 inch rất là thích. Nhà mình nay thì cũng về nhiều điện thoại lắm. Rất nhiều điện thoại 2.2 thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là hôm nay thì mình về được X4S này. 4S thì nhà mình có màu đen này. Nhà mình thì về hôm nay thì 4S. Cái sản phẩm iPhone 4S hôm nay nhà mình thì cũng về được một ít. Và sản phẩm iPhone 4S nhé, thì bên mình đang thanh lý với giá là 600k. Và sản phẩm bên mình thì có ship 3 miền. Nên là các bạn mua sản phẩm bên mình thì cứ yên tâm, không phải lo nhé. Nhà mình hôm nay thì có màu đen và màu trắng nhé. Máy hình thức còn từ 90 đến 95% nhé. Qua 8 năm sử dụng, máy hình thức còn khá là ok nhé. Rất là đẹp. Mà thứ 4S nhà mình đặt hai tiêu chí nhé. Một là máy nguyên zin chưa sửa chữa, và hai là máy hình thức còn khá là ok, từ 90% rồi đi nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đây, rất là hình thức rất là đẹp. Mình hôm nay thì về được ít, các bạn nhanh tay đặt hàng và giúp mình nhé. Các bạn có thể là mua tặng người thân này, tặng bố mẹ này, hoặc là tặng cho, nói chung là mua về cho con cái học sinh đấy, dùng đấy, làm thêm một con máy phụ nữa thì khá là ok nhé. Mình rất thấy thích con iPhone 4S này, mình cũng đang dùng thêm một con đấy, rất là thích. Mà rất, thứ nhất là nhỏ gọn, mà thứ hai là nói chung là từ tiền của nó cũng hợp lý. Ngày trước những con iPhone 4S đây này toàn là các bậc đại gia dùng, toàn mười mấy triệu mới được dùng. Bây giờ mình học sinh có thể dùng, nông dân có thể dùng, nói chung là ai cũng có thể dùng. Bây giờ giá cực kỳ là rẻ nhé. Và với mình đang thanh lý với giá là 600k nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn nhé là chiếc Oppo F9. F9 thì hôm nay mình vừa mới về con này. Con này thì là hình thức là máy đẹp keng các bạn nhé, chưa một vết xước xác nào nhé. Con này là khách mới dùng, mới mua thì di động là được 2 tháng nhé. Này con này, cấu hình con này, cấu hình con Oppo F9 này là con này là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Và máy khách là mới mua được 2 tháng nhé. Và hôm nay thì khách vừa mới cắm, nhà mình hết hạn xong này. Con này hôm nay thì khách mới cắm này, chả biết là thua tha cái gì cũng cắm này. Máy hình thức đẹp keng các bạn nhé. Máy nhà mình là nguyên zin chưa sửa chữa hay là gì nhá, hàng nguyên zin nguyên bản nhé các bạn nhé. Và sản phẩm để các bạn biết giá chi tiết con Oppo F9 này, các bạn liên hệ cho mình là một qua Zalo nhé, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhé. Thì giá con này thì mình sẽ là nói chuyện riêng với các bạn nhé. Sản phẩm Oppo 9 nhé, con này là khách vừa mới xài có 2 tháng nhé, và khách mua là hơn 6 triệu đấy. Và bây giờ mình thanh lý với giá là cũng sốc rồi nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhé. Máy hình thức đẹp keng các bạn nhé, chưa một vết xước nhé, rất là đẹp luôn, là màu mè đấy các bạn nhìn. Màn hình là 6.2, tay thỏ giọt nước rất đẹp này. Đấy. Rất là đẹp. Và mình sẽ bỏ ra đây nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Neo 7. Neo 7 thì hôm nay mình vừa mới về con này. Và sản phẩm Oppo Neo 7 ấy, bên mình đang thanh lý với giá là dưới 1 triệu đồng nhé các bạn nhé. Hôm nay nhà mình vừa về con Oppo E7 nhau này. A33 VK này. Bên mình đang thanh lý con Oppo A7 này nhé. A33 này nhé, với giá là dưới 1 triệu đồng nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, hình thức còn 80%. Và bên mình đang thanh lý với giá, mình sẽ tặng các em các bạn cái ốp này nhé. Và bên mình đang thanh lý với giá là dưới 1 triệu nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A83 thì hôm nay mình vừa về con này xong.
Và con này là RAM 3GB và bộ nhớ là 32GB nhé. Con này là Oppo A83, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Và sản phẩm Oppo A83 ấy, bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đây, bạn nào mà thích sản phẩm Oppo A83 các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus. Hôm nay mình vừa mới mua được con này của khách, iPhone 6 Plus nhé. Hiện trạng máy còn đẹp từ máy hình thức còn 90% đến 95% nhé. Và con này là bản 64GB nhé. Và con này là bản 64GB rồi. Con này là bản 64GB nhé. Và sản phẩm iPhone 6 Plus này, bản 64GB này, bên mình đang lì với giá là hơn 4 triệu nha các bạn nhé. Bật chân vào tay rất là nhạy này. iPhone 6 Plus 64GB nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm iPhone 6 Plus 64GB nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhé. Máy hình thức còn từ 95 đến 90% nhé. Để máy hình thức là máy zin nguyên bản luôn nhé. Con này 64GB nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là hơn 4 triệu đồng nhé. Máy hình thức rất là đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S này. Xiaomi Note 1S nhé. Và cấu hình con này là RAM 2GB và bộ nhớ là 16GB. Và sản phẩm bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng nhé. Với 1 triệu đồng thì các bạn được gì? Một là các bạn có thể là chơi game PUBG này, Liên Quân này. Nói chung là nhiều lắm, rất là nhiều nhé. Và được cái là cái màn hình con này là rất là rộng nhé. Màn hình là 5,5 inch nhé. Khá là to nhé, sắc nét nhé, rất sắc nét nhé. Và sản phẩm bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia bên mình đang hiện tại đang còn màu gold và màu gold và màu trắng nhé. Và sản phẩm Sony Xperia là cấu hình con này là RAM 3GB và bộ nhớ là 32GB. Sản phẩm nó bo tròn rất là ấy này. Sony Xperia bo tròn rất là cầm rất là chắc tay nhé. Cũng màn hình là 5 inch. Thứ nhất là không to quá, thứ hai là không nhỏ quá nhé. Và sản phẩm bên mình đã thanh lý với giá là 1.800.000 nhé các bạn nhé. Sony Xperia bên mình đã thanh lý với giá là 1.800.000 nhé. Đây, nhà mình có màu gold và màu trắng nhé. Các bạn nào mà thích sản phẩm Sony Xperia, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường hôm nay mình về con này. Máy nhất là máy nguyên zin nguyên bản nhé. Và sản phẩm iPhone 5 thường ấy, con này 5 thường bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Mình vừa hình thức còn 90% nhé. Và sản phẩm iPhone 5 thường này bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhé. Máy là pin là rất ok, mình test mấy ngày hôm nay pin rất là thích nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. 5S thứ nhất là con này là tình trạng con này là máy bị mất vân tay nhé. Con này được cái là bản VNCNA này. Máy mất vân tay, hình thức con này còn đẹp 95% nhé. Và sản phẩm iPhone 5S mất vân tay này bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 các bạn nhé. Máy mình thanh lý là rất nhiều luôn các bạn ạ. Bạn mấy con này. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là hai chiếc Oppo A37. Hai chiếc Oppo A37 nhà mình có một con màu gold và con màu hồng nhé. Và sản phẩm Oppo A7 cấu hình con này là RAM 2GB và bộ nhớ là 32GB. Và sản phẩm Oppo A7 ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm Oppo A7 thì các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Sản phẩm được thiết kế là rất là nhỏ gọn nhé. Thiết kế rất là mỏng mà các bo cạnh trầm rất tắc tay nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhá. Này, thì mình có một con màu hồng này. Một con màu hồng này. Con này giấy của anh. Một con màu hồng này, một con màu gold nhé. Những bạn nào mà đặt hàng bên mình ấy mà mình quên chưa ship ấy thì có mong bạn liên hệ lại với mình nhé. Mình sẽ chủ động ship hàng lại cho các bạn nhé. Nhiều khi mình nhiều công việc thì mình nhiều lúc mình hay quên. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z3 Pro. Z3 Pro bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Và sản phẩm con này là hình thức là đẹp 98% nhé. Yeah. Mà hình thức rất là đẹp nhé. Và sản phẩm Z3 Pro bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Và sản phẩm cuối cùng mình thanh lý cho các bạn là chiếc Samsung Z7+. Z7+ con này cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB. Và sản phẩm Z7+ ấy, bên mình đang thanh lý với giá là hơn 3 triệu đồng nhé. Bạn nào mà thích sản phẩm Samsung Z7+ nhé, các bạn đặt hàng cho mình, liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, thì mình giới thiệu các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay, các bạn nhớ là hoan hỉ chia sẻ video tới mọi người, người thân biết đến kênh của mình nhiều hơn. Và biết đâu lại các bạn lại thích một cái điện thoại nào nhà mình đấy, các bạn có thể đặt hàng nhà mình. Thì mong là các bạn ủng hộ nhiều mẫu điện thoại cũ như mình. Thì mình sẽ ra nhiều mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu các bạn. Và chúc các bạn tất cả xem video này một buổi tối là ngủ ngon và tràn đầy hạnh phúc nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.